Đời sống của người tu sĩ đạo Phật phải trầm lặng, cô đơn, độc cư và ít nói chuyện, vân dân. Nhất là phải giữ gìn tâm mình trong trạng thái yên lặng, bất động, không được nhôn nhau, lăng xăng, nghĩ ngợi, lo lắng, suy tư và sợ hãi, giận hờn, buồn rầu, lo nghĩ, vân dân. Bài kệ Nhất Giả Hiền Đức Phật đã dạy chúng ta tu tập như thế nào để sống một cuộc đời tu sĩ trầm lặng. Ông A Nan nhớ lại lời huấn thị bài kệ nhất dạ hiền. Ông đã thực hiện trong một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, ông dùng thần thông đi xuyên qua cửa đá vào hang thất liệt để kết tập kinh điển cùng với 500 vị A La Hán khác. Đây bài kệ nhất dạ hiền quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã qua rồi đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại chánh niệm tỉnh giác đây tuệ tri quán vô lậu không động không trung chuyển biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm ai biết ngày mai chết không ai điều đình được với bọn tử thần kia nhiệt tâm quyết tu tập đêm ngày không mỏi mệt xứng gọi nhất dạ hiền luôn luôn sống trầm lặng là một tu sĩ phật giáo luôn luôn phải giữ tâm mình không cho suy nghĩ những chuyện du dơ không cho lo lắng hối tiếc buồn phiền những chuyện đã qua không cho giận hờn căm thù bất toại nguyện những chuyện hiện tại vì có suy tư những chuyện đã qua cũng chẳng ích lợi gì mà ngược lại còn làm buồn phiền đau khổ do chỗ buồn phiền đau khổ tâm ta không được thanh thản an vui nên đức phật mới dạy muốn giải thoát tâm hồn được thanh thản an lạc thì đừng nhớ lo nghĩ về những chuyện đã xảy rồi nhớ lo nghĩ những chuyện đã qua rồi khiến tâm bất an chẳng có ích lợi gì đạo phật dạy phải đoạn dứt những sự suy tư về chuyện quá khứ vì chuyện quá khứ đã qua rồi có lo nghĩ có buồn phiền thì cũng chẳng giải quyết gì được mà còn làm tâm ta đau khổ u tối thêm không còn sáng suốt đối với chuyện hiện tại vậy chúng ta nên lấy hai câu kệ này làm pháp hướng nhắc tâm mình để xa lìa quá khứ quá khứ không truy tìm quá khứ đã qua rồi còn tìm kiếm có ích lợi gì cho ta nữa ta hãy xả đi buông đi quá khứ đã không tìm trở lại thì vị lai đừng nuôi hy vọng ước mơ vì tương lai đến đến không bao giờ đúng với sự mơ ước thế là thất vọng hất vọng là khổ đau. Bởi vì luật nhân quả đang chi phối từng phút từng giây trong thời gian và không gian của sự vật, nên sự mơ ước của con người còn tùy thuộc ở nhân quả của người đó, nên sự ước mơ không bao giờ đúng và đạt được. Người thấu rõ luật nhân quả chẳng bao giờ mơ ước một điều gì về tương lai chỉ lo giải quyết mọi việc đang xảy ra trong hiện tại không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh thì vị lai không ước mơ nhưng vẫn thành sự tốt đẹp đến với mình đạo phật lấy mốc thời gian hiện tại để tu tập để không nhớ nghĩ về quá khứ và cũng không lo lắng về tương lai vậy thời gian hiện tại ta tu tập cái gì như trong bài kệ đã dạy chánh niệm tỉnh giác đây tuệ tri quán vô lậu